Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Phi-líp-pê gặp Na-tha-na-en và nói với ông: Đấng đã được Mô-sê ghi trong luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi. Đó là Giêsu, con ông Giuse, người thành Nazareth. Na-tha-na-en đáp: Bởi Nazareth nào có cái chi hay? Phi-líp-pê nói: Hãy đến mà xem. Chúa Giêsu thấy Na-tha-na-en đi tới mình thì nói về ông: Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối. Na-tha-na-en đáp: Sao ngài biết tôi? Chúa Giêsu trả lời rằng: Trước khi Phi-líp-pê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì ta đã thấy ngươi. Na-tha-na-en thưa lại rằng: Lạy thầy, thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Chúa Giêsu trả lời: Vì ta đã nói với ngươi rằng ta đã thấy ngươi dưới cây vả nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa. Và người nói với ông: Thật ta nói với các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần Chúa lên xuống trên con người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, mời khen Chúa. Kính thưa quý sơ, quý bạn, chị em, cũng như các con thiếu nhi, cha hỏi các con à, hôm nay lễ Thánh Bartolomeo là một trong 12 tông đồ của Chúa Giêsu. Vậy Chúa Giêsu có 12 người, 12 vị đó tên là gì? Châu biết không? Biết ai kể cái đó không? Câu hỏi cho họ trước rồi phải tập trung suy nghĩ nha. Rồi mình rồi đúng rồi, cho con chạm con tay nha. 12 vị tông đồ đó được chia làm 6 nhóm, có nghĩa là mỗi một nhóm là 2 người. Vậy hỏi thêm một câu nữa, trong 6 nhóm đó thì có nhóm nào nó liên quan đến bài đọc ngày hôm nay, bài tin mừng? Có 2 tông đồ nào đã được nhắc đến trong bài tin mừng này? Rồi Duy. Nhưng mà trong tin mừng gọi tên là gì? À đúng rồi, chính xác, cảm ơn con. Tại sao lại gọi hai tên này thành một nhóm như vậy? Để mà nhớ từng tên nó rất là dễ lẫn lộn, đôi khi đọc mà cứ đọc tới đọc lui đến mãi nó không có ra. Chúng ta phải nhớ thành 6 nhóm, và mỗi nhóm như vậy nó có những cái liên kết, là bởi vì Phi-líp-pê đã dẫn Na-tha-na-en, hay còn gọi là Bartolomeo, đến với Chúa Giêsu để giới thiệu người mà sách Mô-sê cũng là các ngôn sứ nói đến, chúng tôi đã gặp rồi, đó là Giêsu người Nazareth. Và Na-tha-na-en trả lời không cần phải suy nghĩ: Bởi Nazareth thì có cái gì hay? Một dòng điều xem ra như nào? Nó khá là kỳ thị, nó có được cái thành kiến, hồi cái ông đó hay cái bà đó không xài được, hay là cái người đó học hành chẳng ra gì, chắc là cũng chẳng nói, cũng chẳng làm được cái chuyện trò trống gì đâu. Chắc chắn chúng ta có kinh nghiệm đó khi chúng ta thành kiến với ai. Và trong này thì Na-tha-na-en đã có cái thành kiến đó. Tuy nhiên rất là may, mặc dù có thành kiến như vậy, nhưng mà Phi-líp-pê nói với Na-tha-na-en: Cứ để mà xem, tranh luận đâu có ý nghĩa gì. Và Na-tha-na-en nói vậy không phải là không có lý đâu. Cái định kiến của Na-tha-na-en như vậy là không phải là vô lý. Bởi vì trong Thánh Kinh có một chỗ đã chỉ ra rằng Đấng cứu thế xuất thân từ ở Bethlehem, một thành của vua David cơ, chứ không phải là Nazareth. Có ai biết là cái chỗ nào nói vậy không? Một vọng nào chúng ta cũng nghe. Sách Mi-kha chương 5 câu 1:
Phần ngươi hỡi Bethlehem Ephrathah, ngươi nhỏ nhất trong các thành thị của chi tộc, mà từ nơi ngươi sẽ, ta sẽ cho xuất hiện một vị lãnh đạo Israel. Đấy, trong Thánh Kinh Nathanael đã nghiên cứu và rõ ràng ông có lý khi ông nói rằng ở Nazareth thì chắc là không thể nào có đấng cứu thế nào được. Tuy nhiên ông đã đến và Chúa Giêsu đã biến đổi ông ngay từ lần gặp đầu tiên. Thì Chúa Giêsu nói với ông là: tôi thấy anh ở dưới cây vả lúc Philip gọi anh. Ông ngạc nhiên tại sao Chúa Giêsu, một đấng mà chưa gặp lần nào, lại có thể nói đúng như vậy. Và trước đó thì khi chưa kịp gặp thì Chúa Giêsu đã nói với ông một câu rất là hay. Câu gì nè? Câu gì nè? Đây là rồi, phát nói xem. Cái tay nhìn hơn cái đầu. Cảm ơn con. Nói đi. Đúng rồi, đúng rồi. Thì nói về ông rằng, đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Rồi, cảm ơn con. Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Thấy mà thấy rất là chính xác. Và Nathanael ngỡ ngàng. Lần đầu tiên gặp đã bị ngỡ ngàng 2-3 lần như vậy. Và Chúa đã biến đổi ông. Và trong truyền thống giáo hội thì chuyện kể về thánh Nathanael hay là Bartolomeo là ngài đã hăng say đi rao giảng lời Chúa. Ngài rao giảng ở Ấn Độ này, rồi ở Iraq, ở Kuwait, ở Syria, ở Thổ Nhĩ Kỳ và chịu tử đạo ở Armenia, một cái đất nước nó thuộc Liên bang Xô Viết cũ. Và trên hành trình rao giảng thì ngài được nhiều ơn làm phép lạ, ơn chữa lành, ơn trừ quỷ. Và bởi vì ngài trừ nhiều quỷ quá nên là ở tại Armenia đó thì quỷ tù xúi dục vua và quan để bắt hạ ngài, để giết ngài, và ngài đã chịu tử đạo tại đó. Qua câu chuyện của thánh Bartolomeo hay là Nathanael gợi lên cho chúng ta nhiều bài học. Nhưng mà xin gợi lên hai điểm. Điểm thứ nhất, Chúa biết rõ mỗi người chúng ta còn hơn cả chúng ta biết chúng ta nữa. Nên là hãy đến để học hỏi, hãy đến để Chúa chỉ cho chúng ta thấy chúng ta là ai và Chúa là ai. Hãy đến mà xem như Nathanael đã làm. Và chính Chúa cũng sẽ, hy vọng Chúa sẽ chỉ chúng ta là đây là một người giáo dân bình thái, không có cái gì gian dối. Hay là giống như là ông Zacharia và bà Elizabeth, là người ta không có chê trách được điều gì. Sống như vậy thì cũng khó, nhưng mà nếu có được nhiều vậy thì thật là tốt lắm. Điểm thứ hai là chúng ta hãy loại bỏ những thành kiến của chúng ta đối với người khác. Nếu mà Nathanael giữ cái thành kiến của mình với Chúa Giêsu, chắc chắn ông sẽ không tới. Và không tới thì chắc chắn sẽ không được chọn vào gọi. Chúng ta mà cũng giữ thành kiến với những người khác, những người xung quanh của mình, là cái người đó học hành chẳng ra gì, hay là cái người đó không có gì tốt đẹp, và mãi mãi người đó cũng chẳng có gì tốt đẹp, lúc nào cũng phải sao đấy. Mà chúng ta quên rằng mỗi người chúng ta là một hành trình lữ hành, được biến đổi từng ngày để nên giống Chúa hơn. Biết đâu cái người đó đã được biến đổi, hay là mình giúp họ biến đổi thì sao? Thì chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ, xin vị Thánh Chúa chúng ta sẵn đón nhận, cũng như qua gương của thánh Nathanael giúp chúng ta biết loại bỏ thành kiến, biết đến để với Chúa qua cầu nguyện, qua thánh lễ, qua thánh kinh, để Chúa biến đổi, để Chúa chỉ cho chúng ta biết ta là ai và Chúa là ai. Amen.